Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhé. Em lại vừa dọn lên một siêu phẩm win. Nhưng mà nói là siêu phẩm này, siêu phẩm trong tầm tiền, trong tầm tiền của khách hàng. Đấy, với trị giá manh quanh khoảng hơn 20 triệu là anh em đã sở hữu được một chiếc xe win Honda chính hãng, được phục dựng từ lúc xác xe đến lúc thành phẩm. Như ảnh như video đây. Đây, em sẽ quay cho anh em chi tiết này. Đấy, đem quay này. Đây anh em nhé, đã được phục dựng lên về trạng thái ban đầu như ngày xưa. Nó chỉ khác rằng là cái giá trị đồng tiền của bác khách này này là bác khách ở Hà Tây, biển 33K10061. Đấy, em đã phục dựng lên cho bác thành công. Đấy, thì bác vào bác xem xe nhá, và tất cả anh chị em xem xe nhá. Đây, em cũng nổ cho anh em xem này. Em dặn nổ này. Đấy, dặn này. Đấy, bố phát nổ luôn. Đấy, để cả ngày không chết anh em nhá. Em tả qua về chiếc xe này cho anh em hiểu này. Nôm na là chiếc xe này là chiếc xe win chính hãng Honda. Và có mấy ba chai ở trên Hà Nội, em chưa lắp gương rồi nhá. Bác ấy nhận nhà em dọn lên full thành phẩm lên. Đấy, từ A đến Z là trên 20 triệu. Đấy, đồ em vào là đồ giả zin 11, hay nói nhiều người gọi là đồ lô đấy. Thì thôi, đồ lô cũng được. Đấy, vì sao lại ở đây là lô? Lô là vì giá tiền, giá trị đồng tiền bác trai chỉ bỏ ra như thế thôi. Và bác cảm thấy như thế là được rồi. Còn với anh em đang bình luận và nói là em ơi sao cái này lô, cái kia lô, thì em công nhận nó là lô, em không cãi. Nhưng giá trị đồng tiền mình dọn mới nó chỉ có như thế thôi. Nếu lên con tầm khoảng 7-80 triệu, 100 triệu hay là 4-50 triệu thì nó lại khác anh em ạ. Đấy, còn em vẫn đang tiếp thu những ý kiến của anh em. Ví dụ anh em mà cái yên xấu đúng không, em vẫn nhớ nhắc lại là cái yên gì làm lại đẹp chưa. Các bác bảo em yên xấu từ đây, em xin phép các bác, em làm này nó đẹp chưa, căng chưa, yên này đã được chưa. Đấy, và đồ đặt trên xe như này được chưa. Tất cả xe anh em dù ít tiền hay rẻ tiền thì tất cả về phần máy anh em nhé, củ máy là 100% là đồ zin, khung là zin. Đấy, chính như thế. Máy ơ các thứ linh tinh là em vào em sơn lại, còn lại em bỏ hết, em bỏ hết toàn bộ anh em nhé, em thay vào mới tinh. Đấy, còn cái giá trị đồng tiền của các bác bỏ ra bao nhiêu thì em sẽ nhận được cái giá trị xe bấy nhiêu. Chứ các bác bỏ ra nanh quanh tầm khoảng đôi chục, hơn đôi chục, mình dọn mới như này mà anh em đòi hỏi thứ nọ thứ kia riêng thì em xin phép các bác này. Một cây bô này thôi nhá, nó mới tinh chính hãng nhá, trên mạng anh em đang bán giao bán là 14 triệu rồi. Nó bằng cả lửa con xe của em đang bán ra ngoài rồi. Đấy, em chỉ nói thế thôi anh em hiểu. Còn anh em cứ bình luận thoải mái tự do. Em chỉ mong anh em hiểu được giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh sẽ nhận được giá trị xe bao nhiêu. Ở đây em quay qua với đầu bò hơi này, em nhìn này. Đấy, hơi đầu bò đấy nhá. Đấy, em chưa dán tem đây này, em vừa lên phát em quay luôn. Xong em tranh thủ bây giờ đi Hà Nội để em xem hai con xe win. Và chiếc xe này thứ hai em đi giao cho bác trai ở Hà Nội nhá, Hà Tây. Đấy, quay qua như thế nhá anh nhá. Đấy, em chưa dán cái tem lên nữa cơ. Đây này, lên phát em nóng hổ, em quay luôn, em tranh thủ chốc em đăng TikTok, mi YouTube. Ok nhá, bác trai Hà Nội nhá. Đây, anh em nghe tiếng bô Tân Hòa mà nó bon không? Nào. Đấy. Anh em nghe rõ nhá, tất cả xăm nốt hay là nhôm xích mới tinh hết này. Đấy, củ máy em đã làm vệ sinh mới tinh từ trong ra ngoài anh em nhá. Đó, anh nhìn thấy chưa? Đó, đây này, nhà em mới mua cái máy phun cát này này, phun bằng cát thạch anh anh em nhá. Ok, hơn một lần nữa rất cảm ơn anh chị em theo dõi em trong thời gian qua. Anh em chị em ủng hộ thì nhớ like và đăng ký kênh giúp em nhá. Cảm ơn anh em ạ. Mọi thắc mắc Zalo cho em qua số 0358 3 con 4 3 con 8 ạ. Cảm ơn anh em. Em tạm dừng video em đi đây. Xe lên rồi, bây giờ em đi đây.